Trước khi trở về Mỹ, sau khi lo liệu chu toàn tang lễ cho con gái nuôi Kim Tiểu Ly, nghệ sĩ Kim Tiểu Long đã tổ chức một bữa tiệc chia tay đầy xúc động với gia đình, bạn bè và người hâm mộ. Buổi tiệc được tổ chức tại quán chay của nghệ sĩ Vế Trân, với sự tham gia của các nghệ sĩ như Linh Tâm, Trương Vinh và một số người thân, bạn bè. Trong buổi gặp mặt, Kim Tiểu Long nghẹn ngào bày tỏ nỗi lòng. Vừa qua, tôi gặp chuyện buồn, chắc mọi người cũng biết, con gái tôi bé Ly mới đây còn cười nói mà giờ đã ra đi, đời người vô thường, hôm nay còn đây nhưng ngày mai có thể không còn nữa. Tôi và con tuy không có thời gian nhiều bên nhau, nhưng quãng thời gian làm cha con ấy là duyên lớn. Giờ đây tôi tạm rời xa cõi tạm này để trở về Mỹ. Những lần trước khi về Mỹ, anh thường được bé Ly đưa ra tận sân bay. Lần này, hình ảnh anh lặng lẽ một mình ra phi trường, thiếu vắng bóng dáng người con gái nuôi bé nhỏ khiến nhiều người không khỏi xúc động. Trước khi rời đi, anh cũng gọi điện thoại chia tay bà ngoại bé Ly, động viên bà giữ gìn sức khỏe và cố gắng vượt qua nỗi đau. Nghệ sĩ cho biết, khi nghe tin bé Ly qua đời, anh đã gác lại mọi công việc, thậm chí hủy lịch quay để kịp về tiễn đưa con gái nuôi lần cuối. Bé Ly ra đi ngay khi tôi còn ở Việt Nam, như thể mọi việc đã được an bài, tôi đau lòng lắm. Đã cố gắng lo đầy đủ cho bác sĩ, bệnh viện nhưng không thể giữ được con. Dù vậy, tôi tự nhủ phải chấp nhận số phận và giữ lại những kỷ niệm đẹp giữa hai cha con, anh chia sẻ trong nước mắt. Kim Tiểu Long, tên thật Trương Hoàng Kép, là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng, từng đạt nhiều thành tựu lớn như giải Triển Vọng Trần Hữu Trang năm 2003 và huy chương vàng hội diễn sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc năm 2004. Hiện tại, anh chọn cuộc sống giản dị bên gia đình nhỏ ở California và tiếp tục sự nghiệp biểu diễn, vừa chăm sóc khuôn viên nhà trồng cây trái, nuôi vịt để vơi đi nỗi nhớ quê hương. Kim Tiểu Ly, tên thật là Lê Thị Kim Ly, được biết đến với biệt danh cô bé Tí Hoang khi đã ngoài 20 tuổi nhưng chỉ cao 75cm và nặng 8,8kg. Kim Tiểu Ly là cô gái có thể trạng nhỏ nhất Việt Nam do mắc nhiều bệnh, thường xuyên phải nằm viện và có thể trạng chỉ bé như trẻ mẫu giáo, nên mỗi lần xuất hiện cùng nhau, Kim Tiểu Long thường phải bế con gái nuôi.